Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội đã chia sẻ một clip một bạn gái trẻ đã uống hết 13 lon bia chỉ trong vòng 12 phút. Nhân vật nữ trong video mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây chính là một người thắng giải tại cuộc thi do một nhà hàng ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra với các khách hàng của mình. Cụ thể, nếu các khách hàng có thể uống hết số bia này chỉ trong vòng 60 phút thì sẽ giành được 1 triệu đồng. Thế nhưng nếu uống hết chỉ trong vòng 20 phút mà thôi thì khách hàng sẽ nhận được 3 triệu đồng. Vâng, các cuộc thi ăn thi uống thì đôi khi cũng được các nhà hàng tổ chức để có thể là nhằm PR quảng cáo hoặc là thu hút những khách hàng. Tuy nhiên thì những thử thách này cũng tiềm ẩn rất nhiều những ảnh hưởng và nguy hại cho sức khỏe của người tham gia. Ví dụ như là cuộc thi treo giải thưởng với việc là uống hết 13 lon bia như chị Hà Anh vừa đề cập ạ. Vâng ạ, và đáng chú ý nếu như những clip này nhận được sự theo dõi của nhiều người trên mạng thì rất nhiều các nhà hàng lại từ đó lại đưa ra nhiều clip hơn nhằm câu view, câu like mà không hề quan tâm đến những vấn đề như là sức khỏe của những người chơi hay là những người tham gia thử thách. 13 lon bia loại 330ml, khối lượng thể tích tương đương khoảng 4,3 lít. Tất cả được đổ chung vào một ly đựng cỡ siêu lớn. Người tham gia thử thách uống cạn và tính giờ là một cô gái còn khá trẻ và cách uống cũng hết sức đặc biệt. Trong hơn 5 phút đầu tiên, khoảng 50% lượng bia đã được nạp vào cơ thể khá thoải mái. Cô gái bắt đầu chú ý tới thời gian. Xong với 50% lượng bia còn lại, tức khoảng trên 2 lít, bạn trẻ đã bắt đầu giảm tốc độ và có một số biểu hiện phản ứng. Theo bác sĩ Lương Văn Trương, bia rượu là chất có cồn chỉ được chuyển hóa duy nhất qua gan. Việc uống quá nhiều trong thời gian ngắn như vậy có thể dẫn tới sốc gan, tổn hại gan nghiêm trọng. Hệ tiêu hóa và nhiều cơ quan quan trọng của cơ thể cũng không thể thích nghi, gây nguy hiểm cho người uống. Cái hệ tiêu hóa không thể thích nghi kịp với một cái lượng dịch, một lượng nước rất là nhiều như thế thì có thể làm cho bệnh nhân nôn. Đấy. Còn kèm theo khi mà cái lượng nước, lượng cồn được hấp thu vào trong hệ tuần hoàn với số lượng rất nhiều như thế sẽ làm tăng thể tích tuần hoàn, có thể rất nhiều nguy cơ khác như tổn thương não, tim. Theo nghiên cứu, lá gan khỏe mạnh của cơ thể con người có thể lọc được khoảng 300ml. Đến 400ml, tương ứng khoảng 1 lon bia mỗi ngày. Do vậy, nam giới không nên uống quá 2 cốc bia hơi 330ml trên ngày, nữ giới không quá 1 cốc bia hơi 330ml trên ngày và tuyệt đối không uống quá 5 ngày một tuần. Do vậy, việc hoàn thành thử thách uống tới 13 lon bia trong thời gian 12 phút 4 giây, cô gái đã có những biểu hiện của sự mệt mỏi, gắng gượng và không còn tự nhiên tỉnh táo như lúc ban đầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, những hậu quả đáng tiếc hơn có thể xảy ra, thậm chí là tử vong. Lượng nước được hấp thu vào nhiều từ cái lượng bia rượu, một số lượng lớn như vậy thì có thể gây ra rối loạn nước điện giải, đặc biệt là các điện giải có thể ảnh hưởng đến nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến nhẹ thì ảnh hưởng đến có thể co giật, rồi thì nặng, có thể gây ra hôn mê, có thể tử vong. Vâng, không chỉ có clip cô gái trẻ tham gia thử thách trên, thời gian qua thì nhiều cuộc thi, nhiều thử thách ăn uống cũng đã được tổ chức để có thể là thi nhau ăn với một số lượng lớn những các loại thực phẩm do các hội nhóm hoặc là những cá nhân đăng tải để có thể tự PR bản thân trên trang mạng xã hội cũng như là những người làm nội dung trên mạng xã hội đi ạ. Và cũng đáng chú ý là để có thể câu view, câu like thì tất nhiên rồi, những cái thử thách này cũng phải khó, thậm chí còn độc lạ nữa ạ. Điều này thì cũng khiến không ít người sẽ phải lắc đầu ngao ngán, bởi người chơi sẽ phải chấp nhận nạp vào cơ thể một lượng thức ăn khổng lồ. Lượng thức ăn này thì có thể tính bằng cân, thậm chí là vài chục bát hay là lên đến bằng mâm ạ. Vâng. Đáng nói thì ngoài những thực phẩm đáp ứng yêu cầu ăn chín uống sôi thì không ít thử thách cũng đưa ra cả những thực phẩm được cảnh báo là nguy hại, tiềm ẩn nhiều mầm bệnh, được khuyến cáo là không nên và hạn chế tối đa việc sử dụng. 100 quả trứng vịt lộn chia cho hai người tham gia thi đấu. Ai ăn hết trước sẽ giành chiến thắng. Các bạn có thể ăn được số lượng bao nhiêu với loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, giàu chất béo, cholesterol và dễ gây ngấy ngán này? Clip này đã thu hút 165.000 lượt người xem. Trong vòng 8 phút 40 giây. Nếu thử thách ăn uống trên chưa đủ khiến bạn lắc đầu ngao ngán thì một cuộc thi khác vẫn là thi ăn trứng vịt lộn, nhưng phải dùng kèm theo đó là một cân ớt tươi
Đây là thử thách đối với hai nhân vật nam trong clip với 354.000 lượt view. Ba thanh niên trẻ này cũng tham gia cuộc thi ăn giành giải thưởng 3 triệu đồng. Không giới hạn thời gian, nhưng ai hoàn thành trước là người đạt giải. Bát bún khổng lồ này gồm 1,5 cân bún, 1 lít nước, ngoài ra còn có thêm thịt bò. Để thêm sức hút với người xem, những món ăn càng nhiều chất, dễ ngấy, khó ăn thì lại càng được đưa vào các cuộc chơi. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, dù mục đích chính là hút view, tuy nhiên việc chấp nhận chơi cũng khiến người tham gia có thể đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe bởi lượng thức ăn phải nạp vào cơ thể quá lớn. Cấp tính có thể gây đầy bụng, nôn chớ, khó chịu. Nhưng đáng lo ngại hơn khi nhiều bộ phận cơ thể phải tham gia gồng gánh một lượng thức ăn quá tải nạp vào mà không thể chuyển hóa hoặc chuyển hóa xấu. Trưởng thành chúng ta chỉ cần đâu đó 0,8 đến 1 gram protein trên 1 gram cân nặng thôi. Đấy, nhưng mà việc ăn, lượng ăn như này thì nó vượt qua cái khẩu phần rất nhiều. Cái chất đạm đấy nó được chuyển hóa không tốt, nó có thể chuyển hóa thành chất béo dự trữ ở trong cơ thể và gây béo phì, tăng cân lên. Thế rồi là nó sẽ tác động đến cơ quan khác nữa. Ngoài tiêu hóa thì các cơ quan khác trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng, suy các cơ quan khác, trong đó có cơ quan về tiêu hóa, về thận tiết niệu, rồi cả cơ quan về nội tiết nữa. Nguy hiểm hơn, để câu view câu like, các cuộc thi cũng đưa vào nhiều món ăn được cảnh báo nguy hại. Như clip này, một bát bún hơn 2 kg nhưng trộn cùng tới 1 kg ớt. Các bạn nghĩ sao khi lượng ớt này được đưa vào cơ thể? Clip này lại đưa ra thử thách ăn tiết canh, thực phẩm được khuyến cáo hạn chế, thậm chí không nên ăn bởi có thể gây bệnh liên cầu lợn, nhiễm sán, run và bệnh đường tiêu hóa, và kể cả viêm não mô cầu. Tuy nhiên, mỗi người chơi ở đây đã ăn tới hàng chục bát tiết canh. Riêng người giành chiến thắng đã ăn tới 44 bát. 44 bát tiết canh! Trong khi đó, hai người đàn ông này lại tham gia cuộc thi ăn thịt sống. Theo các chuyên gia, việc ăn những thực phẩm trên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm các vi khuẩn, virus độc hại. Đồng thời, việc hấp thụ, hóa giải các thực phẩm sống còn gây áp lực, khó khăn và quá tải cho cơ quan tiêu hóa và gan, mật, tụy. Trong những trường hợp xấu, người sử dụng thực phẩm có thể nguy hại tới tính mạng. E. coli, Campylobacter, Clostridium botulinum, vân vân, rồi là Salmonella. Nếu chúng ta không xử lý nhiệt, thì chúng ta sẽ bị nhiễm con vi khuẩn này, và sán nó có thể nằm ở trong các cái phủ tạng, cái của thịt của vật sống, nó có thể xâm nhập vào đường tiêu hóa, đi đến các cơ quan khác ở trong cơ thể, và nó có thể gây những cái viêm, gây sốt, gây những cái bệnh có chất độc tố của con sán nó tiết ra, rất là nguy hiểm, có thể gây nguy hiểm tính mạng, có thể gây tử vong. Mặc dù nguy hại như vậy và vấn đề tiềm ẩn dành cho người chơi và tham gia thử thách, nhưng điều đáng nói, các clip này đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Vâng, việc ăn uống dù món có ngon đến đâu, đồ có quý đến đâu, thì theo các chuyên gia chúng ta chỉ nên nạp một lượng thức ăn vừa đủ vào cơ thể mà thôi. Và quan trọng hơn hết là chúng ta cũng cần phải lắng nghe xem cơ thể phản ứng như thế nào. Việc tham gia những thử thách ăn uống như thế này thì chắc hẳn những người chơi họ cũng đã phải chấp nhận với việc sẽ phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe của mình. Vâng, như trong những clip vừa rồi thì chắc chắn là quý vị có thể thấy là làm sao mà cơ thể có thể chịu được khi mà ăn cả kg ớt như vậy, hay là ăn thịt sống thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái nguy cơ nhiễm khuẩn và các bệnh đường ruột. Và ngay tức khắc thì cơ thể cũng có thể sinh ra những cái phản ứng cấp tính ngay lập tức, hoặc có thể là việc các chất dư thừa hoặc các chất nguy hại không thể chuyển hóa hoặc là chuyển hóa xấu gây bệnh cho cơ thể. Và thực tế cho thấy là đã có những vụ việc đáng tiếc xảy ra do thách thức và chấp nhận ở các cuộc thi ăn thi uống. Chỉ ít giờ sau khi ăn mì cay theo yêu cầu của một cuộc thi tại một cửa hàng, chính nam thanh niên trong clip cho biết cơ thể anh nóng bừng như lửa đốt, dạ dày đau thắt từng cơn, nôn ói trong nhiều giờ và suýt phải nhập viện. Đó là sự việc từng diễn ra tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, khi người chơi chấp nhận tham gia thử thách ăn mì cay cấp độ 7. Cũng liên quan tới mì cay cấp độ 7, một cô gái đã bị sốc sau khi tham gia thi ăn món mì này. Trong clip ghi lại, sau khi gặp phản ứng, cô gái đã được nhiều người dân hỗ trợ rồi đưa đi cấp cứu.
một người đàn ông 42 tuổi đã tử vong sau khi nhận lời thách đấu ăn 50 quả trứng. Vụ việc đáng tiếc này xảy ra tại Ấn Độ năm 2019. Sau khi tham gia cuộc chơi, dù mới ăn đến quả trứng thứ 41, người đàn ông gục xuống bất tỉnh rồi tử vong ngay sau đó. Năm 2020, một phụ nữ người Australia cũng đã tử vong sau khi tham gia cuộc thi ăn bánh Lamington. Một số nhân chứng cho biết, người phụ nữ xấu số đã bị co giật sau khi đưa một chiếc bánh vào miệng. Dù được làm hô hấp nhân tạo và chuyển tới bệnh viện, nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Điều này cho thấy dù cấp tính hay ảnh hưởng về sau, những cuộc thi, thử thách ăn uống luôn kéo theo nhiều nguy hiểm với người chơi. Việc bám vào chiêu trò này để PR, quảng cáo và câu like, câu view từ các nhà hàng hay các cá nhân, hội nhóm làm nội dung trên mạng xã hội. Những cái video như vậy có mang tính chất là câu view và câu like. Và tôi nghĩ là giới trẻ như chúng tôi thì không nên đón nhận những cái video như vậy. Bởi vì khi mà mình tìm hiểu về nó thì những cái tổ chức hội nhóm người ta sẽ càng đăng, càng truyền tải những cái video như vậy nhiều hơn.